Thủy xin chào ông bà cô chú nha. Thủy mới đi chợ Viền về nè cô chú anh chị. Máy của Thủy hết pin á, cho nên nửa chừng Thủy không có quay được cho cô chú anh chị xem cái gì hết trơn à. Máy của Thủy hết pin, giờ Thủy mới sạc pin mới xong á cô chú anh chị. Về xong Thủy mới về tới nhà tắm rửa đồ xong rồi Thủy quay cho cô chú anh chị xem. Giờ là ăn cơm nhà chú Hiên của anh Mãi cô chú anh chị. Video của Thủy cũng dài rồi cô chú anh chị ơi, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau, bye bye. Cô chú anh chị nhớ đón xem Thủy đang ở ngoài Bắc như thế nào nha. Cuộc sống miền Bắc và cuộc sống miền Nam có khác nhau gì không nha. Cô chú anh chị nhớ theo dõi Thủy nha. Bye bye.